Xin chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở video này. Video hôm nay thì Ngọc Thanh xin chia sẻ với quý vị khán giả về một kiến thức vô cùng quan trọng, đó là kiến thức dành cho những đứa con yêu của chúng ta. Trẻ em là bức tranh cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành, là ngoan. Và bố mẹ thì ai cũng muốn dành được tốt nhất cho con của mình. Và hôm nay Ngọc Thanh xin chia sẻ tất cả những kiến thức quý giá nhất mà bản thân Ngọc Thanh đã học hỏi được và đã áp dụng thành công với con của mình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến một cái kiến thức vô cùng quan trọng, đó chính là cái kiến thức tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ em để làm sao hạn chế lạm dụng thuốc tây ạ. Vâng, chúng ta ai cũng mong muốn con mình khỏe mạnh và không phải dùng những cái kháng sinh, bởi vì ai trong chúng ta cũng biết rằng kháng sinh thì có rất các nhiều các cái tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của con cái chúng ta, nhưng mà chúng ta lại không tăng cường cho con cái hệ đường ruột tốt, thì chúng ta sẽ không hệ miễn dịch tốt, thì chúng ta sẽ không thể nào mà có được những điều mà chúng ta mong muốn. Chính vì thế cho nên hôm nay Ngọc Thanh xin chia sẻ quý vị một cái kiến thức vô cùng quan trọng, đó chính là kiến thức tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ em để hạn chế lạm dụng thuốc tây. Đây là những cái kiến thức vô cùng quan trọng và chúng ta sẽ được đến kiến thức đầu tiên. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy mỗi năm có hơn 10 triệu trẻ em tử vong do các bệnh nhiễm trùng về hô hấp trên như cúm, viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có chỉ số ô nhiễm nhất thế giới, tỷ lệ mắc bệnh hô hấp cao. Trung bình một đứa trẻ dưới 5 tuổi có thể mắc các bệnh viêm đường hô hấp từ 4 đến 6 lần trong một năm, nhiều nhất là vào thời điểm giao mùa. Và bản thân Ngọc Thanh hiện nay thì có một bạn út sinh năm 2017. Trước khi biết đến những cái kiến thức này thì bạn đấy cũng rất hay bị viêm phế quản và rất hay phải dùng kháng sinh và hầu như là tháng nào cũng phải gặp bác sĩ. Nhưng sau khi mà có những kiến thức này thì bản thân Thanh đã biết chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và đồng thời giúp con mình không phải dùng kháng sinh được một năm nay rồi ạ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bậc phụ huynh, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, là một cơ thể đang tăng trưởng và phát triển. Có một điều chắc chắn rằng không phải là trẻ em là không phải là một cái người lớn thu nhỏ đâu ạ, mà cơ thể của bé đang được tăng trưởng và phát triển. Và bé tăng trưởng phát triển như thế nào là phụ thuộc vào quá trình chăm sóc của bố mẹ, bởi vì bản thân các bạn nhỏ chưa có kiến thức về tự bảo vệ mình, tự chăm sóc mình. Chính vì thế cho nên rất cần những ông bố bà mẹ, rất cần những người mà có kiến thức để làm sao không chỉ phát triển, không thể chỉ giúp con mình có một cái thể lực tốt, mà không những thế mà còn phải có một cái tư duy tốt để làm sao bước vào đời được thành công và hạnh phúc. Chính vì thế cho nên đến với cộng đồng của Thanh, đến với team của Thanh thì các bạn sẽ được nhận rất là nhiều giá trị ạ. Giá trị đầu tiên đó là chúng ta sẽ được gắn kết với nhau, một cộng đồng không dùng thuốc tây, một cộng đồng hạnh phúc, một cộng đồng báo hiếu, một cộng đồng kiếm tiền trong yêu thương ạ. Và có rất là nhiều giá trị mà khi mà chúng ta sẽ cùng nhau để trở thành những đối tác của nhau. Chính vì thế cho nên Ngọc Thanh rất mong muốn được trở thành đối tác của quý vị khi mà các bạn tham gia xem cái video này. Vâng ạ, sự tăng trưởng của bé theo nghĩa hẹp là sự tăng kích thích của cơ thể hoặc của bất kỳ một bộ phận nào trong cơ thể. Đối với người, tăng trưởng là quá trình động với những thay đổi về tầm vóc và thành phần cơ thể. Tăng trưởng là kết quả của quá trình tăng sản và phi đại, tăng số lượng và kích thước tế bào cũng như quá trình chết tế bào theo chương trình. Tất cả nó đã có một cái quy trình nhất định, và quan trọng là trong quá trình phát triển đấy thì chúng ta tạo một môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để làm sao cho các bé được phát triển một cách thuận lợi nhất, một cách theo một cái chương trình tự nhiên ạ. Chính vì thế cho nên việc có kiến thức để giúp các bé đó là một cái việc quan trọng của những bậc làm cha làm mẹ. Sự phát triển của quá trình biệt hóa về tinh thần và chức năng của các tế bào, các mô, các bộ phận và hệ thống trong cơ thể phát triển thường trong quá trình phát triển tâm sinh lý của xã hội. Giai đoạn phát triển của trẻ em như sau ạ. Giai đoạn trong tử cung và hay là giai đoạn trước sinh, đây là một giai đoạn gồm sự phát triển của phôi và thai nhi. Cái giai đoạn này phụ thuộc vào cái dinh dưỡng từ người mẹ sang con. Chính vì thế cho nên cái người phụ nữ là một cái người rất là quan trọng trong quá trình phát triển của bé. Và chúng ta là những người phụ nữ thì chúng ta là những cái trái tim của ngôi nhà, một cái người mà quan tâm đến sức khỏe của tất cả các thành viên. Chính vì thế cho bản thân mình phải có một kiến thức tự chăm sóc mình thì mình mới có thể chăm sóc tốt cho những người thân yêu của chúng ta, và đặc biệt đó chính là con yêu ạ.
Và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn sơ sinh, đó là từ khi sinh cho đến ngày 28 ngày, gồm sơ sinh sớm dưới 7 ngày và sơ sinh muộn là từ 7 đến 28 ngày. Và giai đoạn chu sinh đó là thai nhi 28 tuần đến 7 ngày sau sinh ạ. Giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn trẻ bú mẹ hay là gọi là nhũ nhi, tức là từ ngày 29 ngày tuổi cho đến 2 tuổi, có thể đến 36 tháng tuổi, khi mà có nhiều bà mẹ vẫn có thể cho con bú nếu như cảm thấy sức khỏe phù hợp này, rồi là chế độ dinh dưỡng tốt này, và mẹ vẫn còn đảm bảo đủ sữa cũng như được sức khỏe. Tiếp theo đó là giai đoạn tiền học đường, đó là từ 3 đến 5 tuổi. Giai đoạn này các bé cực kỳ quan trọng, bởi vì bé học ăn học nói, những cái gì mà bé nhận được từ cha mẹ thì bé sẽ nhận một cách thụ động, và đó ghi vào trong tiềm thức. Và cái giai đoạn này rất là quan trọng, hãy đem lại cho bé những cảm giác được chăm sóc, được yêu thương, thì các bạn sẽ có một đứa con sau này sẽ là người ta nói rằng hạnh phúc thì nhất định sẽ thành công. Tiếp theo đó là giai đoạn học đường hoặc là tuổi thiếu nhi, nhi đồng, tức là từ 6 tuổi đến 11 tuổi, và giai đoạn dậy thì vị thành niên là từ 12 đến 18 tuổi và đến 19 tuổi. Và hiện nay thì có rất nhiều bé đã dậy thì sớm. Vậy thì đó cũng là một cái xu hướng làm cho ảnh hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý của bé. Bởi vì lúc đấy các bé thì còn quá nhỏ, không có những kiến thức, nhưng mà do các cái môi trường ăn uống, rồi những cái độc hại của không khí, rồi nhiều yếu tố tác động, cho nên làm cho ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bé. Chính vì thế cho nên mình phải luôn luôn theo sát sự phát triển của bé. Và đầu tiên thì nói đến miệng, tức là hệ miễn dịch khỏe mạnh, thì tất cả các cụ đã nói rồi, bệnh thì từ miệng đi vào, họa thì từ miệng đi ra. Chính vì thế cho nên cái miệng là quan trọng, và rất là quan trọng. Vậy thì đặc điểm giải phẫu và sinh lý của trẻ em thì như thế nào ạ? Thứ nhất là miệng thì ở niêm mạc miệng của trẻ em tương đối mỏng và mềm mại, có nhiều mao mạch, tuy nhiên khá khô. Trẻ em rất phát sinh nấm candida và albicans gây tư miệng. Và nếu như mà bé bị nuốt xuống đường ruột, và nếu như cái hệ đường ruột của bé yếu, thì có thể gây ra tiêu chảy, rồi ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của bé, làm cho không chỉ bé cảm thấy bị mất nước, mà còn cho bố mẹ, làm cho mẹ cảm thấy rất là stress. Và bản thân Thanh khi mà đứa thứ hai của Thanh cũng có vấn đề về lấm candida này, đã làm cho Thanh cũng rất là áp lực và cũng tốn kém tiền bạc, nhưng mà cho đi viện thì hầu như là cũng không giải quyết được vấn đề. Vì nếu như mà gặp một cái người mà người ta không có cái, tức là ai thế thôi, ở môi trường nào có người giỏi và người không giỏi và người chưa giỏi, bởi vì là kiến thức thì cùng một sách vở viết ra của một thầy, nhưng mà không phải ai cũng hấp thụ được hết những cái kiến thức đó. Cho nên nếu như chúng ta gặp một người mà không có kiến thức đủ để giúp, thì có thể chúng ta gặp những vấn đề. Và nếu như lúc đấy thì Thanh đã có kiến thức về, Thanh đã tìm hiểu những kiến thức ở xung quanh về trên Google này, rồi là những kiến thức dân gian, và bản thân Thanh thì đã giải quyết được vấn đề này cho con mình, và sau khi đấy thì bé đã có một đường ruột khỏe mạnh. Tiếp theo đó là dạ dày ạ. Khi mới sinh, dạ dày của trẻ hình tròn, nằm cao và ngang. Cơ dạ dày của trẻ nhỏ phát triển yếu, nhất là cơ thắt tâm vị, dạ dày dễ bị biến dạng sau ăn, trong khi cơ thắt môn vị phát triển khá tốt và đóng chặt trên trẻ, rất dễ bị lôn chớ sau khi ăn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời. Ở trẻ sơ sinh, cổ dạ dày và thực quản thẳng hàng chứ không gập bắp ở tâm vị như ở dạ dày trưởng thành, lên cũng dễ gây chớ sữa. Và các mẹ đừng lo lắng, bởi vì đây là do cái cấu trúc, bởi vì bé đang trong quá trình tăng trưởng và phát triển và hoàn thiện. Tuy nhiên khi mà mình biết những cái đặc tính này, thì mình khi mà vấn đề của bé như lôn chớ thì làm cho chúng ta sẽ cảm thấy không bị căng thẳng, rồi là chúng ta sẽ biết cách xử lý. Và đây chính là cái hình mà hình giải phẫu sinh lý của cái dạ dày trẻ. Tức là khi mới sinh, dạ dày của trẻ hình tròn, nằm cao và ngang. Cơ dạ dày của trẻ nhỏ phát triển yếu, nhất là cơ thắt tâm vị, dạ dày dễ bị biến dạng sau ăn, trong khi cơ thắt môn vị phát triển khá tốt và đóng chặt lên trẻ, rất dễ lôn chớ sau khi, đặc biệt là trong 6 tháng đầu đời. Và đây là những cái hình ảnh mà Thanh đã tìm kiếm ạ. Ở trẻ sơ sinh thì cổ dạ dày và thực quản thẳng hàng, chính vì thế cho nên khi mà ăn xong thì chúng ta phải làm cho bé ở hơi ra, để cho cái thứ nhất là cổ đằng sau lưng, để cho bé hết hơi ra thì bé sẽ cũng không khó chịu, và chúng ta sau khi ăn xong cũng không nên để bé nằm ngay, nếu như không có người lớn thì cũng dễ bị, khi mà bé chớ ngược lên thì có thể vào mũi và vào phổi thì rất là nguy hiểm. Chính vì thế cho nên những tháng đầu đời, 6 tháng đầu đời là chúng ta phải thường xuyên bám sát em bé và thường xuyên ở gần, để lúc nào có người lớn để giúp các bé, bởi vì các bé lúc đấy chưa thể nào mà chủ động làm những cái việc như thế ạ. Tiếp theo đó là ruột của trẻ em thì tương đối là
tương đối lại dài hơn rồi người lớn. Ở trẻ 6 tháng thì dài gấp 6 lần chiều dài của cơ thể. Người lớn ruột dài gấp khoảng 4 đến 5 lần chiều dài của cơ thể. Mạc treo ruột tương đối dài, manh trà ngắn và di động, nên trẻ dễ bị lồng xoắn ruột. Chính vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận, và đúng là trẻ em là úp trên cành, cho nên chúng ta phải có một cái chăm sóc tốt và nâng lưu. Và vị trí của ruột thừa không nhất định thường nằm sau manh tràng. Chẩn đoán viêm ruột thừa rất là khó hơn. Trực tràng tương đối dài, lớp liêm mạc trực tràng lỏng lẻo, tổ chức mỡ quanh trực tràng ít, lên trực tràng dễ bị sa xuống khi bị kiết lị hoặc ho gà. Chúng ta thấy đây rất là cái đường ruột này rất là quan trọng, và tất cả là do sự không hiểu biết của chúng ta mà có thể làm nên những cái vấn đề như là viêm hạch mạc treo ruột này, rồi lồng ruột này, rồi tắc ruột, rất là nguy hiểm. Chính vì thế nếu mà chúng ta biết là ruột của bé còn đang thẳng này, rồi là dài này, cho nên là nếu như không cẩn thận thì dễ bị lồng ruột này, xoắn ruột này. Nếu mà lồng ruột xoắn ruột mà chúng ta không cấp cứu kịp thời thì có thể bị hoại tử này, rồi bị nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế cho nên chúng ta phải có kiến thức để chăm sóc bé, và nhất là 6 tháng đầu đời thì chúng ta phải cẩn thận. Ruột đó là liên mạc ruột có nhiều lông và nếp nhăn, nhiều mạch máu. Những tính chất này tạo điều kiện cho quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Tuy nhiên đây cũng là một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và sinh trưởng. Ở gan thì gan của trẻ sơ sinh có kích thước lớn, chiếm đến 4,4% trọng lượng cơ thể. Gan của trẻ em dễ bị xê dịch nên có khối u hoặc có dịch màng phổi. Tổ chức gan có nhiều mạch máu, còn nhiều hốc và các tế bào phát triển chưa toàn diện. Chức năng gan hoạt động kém, dễ có kích ứng khi trẻ bị nhiễm trùng, ngộ độc ở gan ở trẻ. Cũng dễ bị thoái hóa mỡ. Hệ vi sinh đường ruột ở trẻ em đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa của trẻ em, cũng như đảm bảo sức khỏe tổng thể. Hệ vi sinh đường ruột của bé là rất là quan trọng. Hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch là hai yếu tố quan trọng cần bổ sung trước khi bổ sung dinh dưỡng cho trẻ. Chúng ta phải bảo vệ cái hệ miễn dịch cho trẻ thì chúng ta mới bổ sung dinh dưỡng thì mới hấp thụ vào cơ thể của bé được. Và hệ tiêu hóa khỏe mạnh đảm bảo cho sự hấp thụ dinh dưỡng tốt, giúp trẻ tăng đề kháng và phòng tránh bệnh tật. Đặc biệt là hệ tiêu hóa còn kích thích sự phát triển của não bộ. Hệ tiêu hóa bao gồm đó là khoang miệng, thực quản dạ dày và ruột. Các vấn đề thường gặp ở tiêu hóa đó là trào ngược dạ dày, thực quản. Trẻ có dấu hiệu như là ợ chua và nóng, nguyên nhân là trẻ ăn quá no. Chính vì thế cho nên trẻ mình cũng phải lên hiểu cái điều này. Thứ hai là nhiễm khuẩn đường ruột. Nhiễm khuẩn có dấu hiệu đó là nôn, tiêu chảy, nguyên nhân là do ăn không hợp vệ sinh. Thứ ba đó là tiêu chảy. Trẻ em có thể đi 3 đến 4 lần trên ngày, phân sống lỏng lác, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và do nhiễm khuẩn. Thứ tư đó là táo bón, trẻ đi dưới 3 lần trên tuần, phân rắn đi ngoài khó, chế độ ăn thiếu xơ, mất cân bằng vi sinh đường ruột. Hệ miễn dịch là một hệ thống tạo thành từ mạng lưới các tế bào đặc biệt như protein, mô và các cơ quan. Chúng phối hợp với nhau để bảo vệ con người chống lại vi trùng, vi khuẩn, virus trong cuộc sống hàng ngày. Hệ miễn dịch của chúng ta phân bố ở đâu? Amidan, cổ họng. Hôm nay thì các bạn sẽ có một kiến thức đó là ở cổ họng của chúng ta nha. Hệ tiêu hóa ở tủy xương, ở da, hạch bạch huyết, lá lách và liêm mạc mỏng bên trong mũi họng và bộ phận sinh dục. Vậy thì chúng ta phải chú ý đến những cái phần này để làm sao bị bảo vệ cái hệ. Muốn cho cơ thể khỏe mạnh thì những cái bộ phận này của chúng ta phải khỏe mạnh. Và hệ miễn dịch của đường ruột thì là chúng ta sẽ nhìn thấy đây, 80% miễn dịch tập trung ở hệ tiêu hóa. 80% các bạn hãy nhớ điều nhấn mạnh này, đó là 80% ở cái chúng ta có hệ miễn dịch khỏe mạnh đó chính là tập trung ở hệ tiêu hóa. Và trong đấy thì tế bào miễn dịch trong cơ thể, tế bào miễn dịch ở ruột là chiếm 80%, còn tế bào miễn dịch ở các bộ phận khác là chỉ có chiếm 2% thôi ạ. Và hệ vi sinh đường ruột, người khỏe mạnh thì vi khuẩn có lợi sẽ là 85% và vi khuẩn có hại thì chiếm 15% ạ. Tổng lượng vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột ước tính là khoảng 100.000 tỷ, tương đương gần 1,5 kg vi sinh. Con số này lớn gấp nhiều lần so với loài người cư ngụ trên trái đất. Gấp hẳn nhiều lần so với số người cư ngụ trên trái đất. Ở trạng thái cơ thể khỏe mạnh, hệ vi sinh đường ruột có khoảng hơn 500 loại khác nhau tồn tại, bao gồm các loại vi sinh có lợi, gồm có lợi khuẩn 85% và các vi khuẩn gây hại chiếm 15%. Thế đường ruột chứa 100.000 tỷ vi khuẩn, gấp 10 lần tế bào sống. Và chúng ta nhớ rằng 85% đó là lợi khuẩn, nhưng vẫn có hại khuẩn đó là. Và hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Hệ thống miễn dịch bẩm sinh là gì? Là miễn dịch được hình thành sẵn từ cơ thể mới sinh ra, chủ yếu là các kháng thể từ mẹ đưa qua nhau thai ở những tháng cuối thai kỳ, và một lượng đáng kể IgA và chất dinh dưỡng từ sữa mẹ. Tuy nhiên hệ miễn dịch này không tồn tại lâu dài, sau vài tháng sẽ giảm nhanh nên trẻ cần đến một giải pháp để bảo vệ, bổ sung, tăng cường đề kháng. Hệ thống miễn dịch hoạt động ngay từ khi chúng chào đời. Khi nhận ra một kẻ xâm lược, các tế bào của hệ thống bao quanh tác nhân gây hại này và giết nó ngay
bên trong các tế bào của hệ thống miễn dịch. Vậy kháng nguyên là gì ạ? Kháng nguyên hay còn gọi là antigen là những chất khi xâm nhập vào cơ thể người thì được hệ thống miễn dịch nhận biết và sinh ra các kháng thể tương ứng để chống lại các cái tác nhân xâm nhập vào. Vậy kháng thể antibody là những chất được sản xuất khi cơ thể con người nhận biết được xâm nhập của các sinh vật lạ xâm nhập vào. Kháng thể sẽ giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại và bảo vệ cơ thể. Cơ thể nào có khả năng hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm khuẩn càng cao. Và có 5 loại kháng thể như sau ạ, đó là IgG là kháng thể phổ biến nhất trong máu, trong sữa lon và các dịch mô. IgG xuyên qua nhau thai bảo vệ con trong những tuần lễ đầu đời sau khi sinh, khi miễn dịch của trẻ chưa phát triển. IgA đó là chiếm 15-50% trong máu, trong sữa non, nước mắt và nước miếng, nước bọt. Khi IgA được tiết ra ở đâu thì chống lại các tác nhân gây bệnh ở đó. Đấy, chúng ta có những kiến thức rất là quan trọng. IgM là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh, kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu bảo vệ cơ thể. IgE chiếm tỷ lệ khá lớn và giữ vai trò trong phản ứng quá mẫn cấp của những cũng như trong cơ thể miễn dịch chống ký sinh trùng. IgD nó chiếm tỷ lệ ít nhất chỉ 1% trên màng tế bào, dị hóa nhanh và rất bị phân hủy bởi enzyme balamin trong quá trình đông máu. Vì vậy IgD là kháng thể có ít chức năng nhất trong quá trình hoạt hóa kháng nguyên. Vai trò của kháng thể như sau ạ. Một trong đáp ứng miễn dịch kháng thể có 3 vai trò. Thứ nhất đó là liên kết với kháng nguyên. Thứ hai là kích thích hệ thống bổ thể. Thứ ba là huy động các tế bào miễn dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái liên kết kháng nguyên. Các globulin miễn dịch có khả năng nhận diện và gắn một cách đặc biệt với kháng nguyên tương ứng nhờ các vùng biến đổi trong phản ứng chống độc tố vi khuẩn. Kháng thể gắn và qua đó trung hòa độc tố, ngăn ngừa sự bám dính của các độc tố lên các thể thụ trên bề mặt của tế bào. Các tế bào của cơ thể tránh được các rối loạn do các độc tố gây ra. Hoạt hóa bổ thể, một trong những cơ chế bảo vệ cơ thể của kháng thể là sự hoạt hóa dòng thác bổ thể. Bổ thể là một tập hợp các protein huyết tương, khi được hoạt hóa sẽ có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn xâm nhập bằng cách đục các lỗ thủng trên vi khuẩn, tạo điều kiện cho hiện tượng thực bào, thanh thải các phức hợp hệ miễn dịch, huy động các tế bào. Sau khi gắn với các kháng nguyên ở đầu biến đổi, kháng thể có thể liên kết với các tế bào miễn dịch ở đầu hàng định. Những tương tác này có tầm quan trọng đặc biệt đáp ứng miễn dịch. Bằng cách này, các kháng thể có khả năng gắn với một vi khuẩn với một đại thực bào và kích hoạt hiện tượng thực bào. Các tế bào lipom giết tự nhiên có thể thực hiện chức năng độc tế bào và cách ly các vi khuẩn hoặc tế bào ung thư đã gắn kết với các kháng thể. Vai trò của hệ miễn dịch với cơ thể, thứ nhất đó là bảo vệ cơ thể khỏi những bệnh. Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, cơ chế theo 3 bước. Bước thứ nhất đó chính là tạo hàng rào ngăn chặn mầm bệnh hoặc kháng nguyên lạ xâm nhập vào cơ thể. Bước thứ hai đó là nếu chúng có thể vượt qua được hàng rào, hệ miễn dịch tiếp tục sản sinh ra các tế bào bạch cầu phá hủy các yếu tố lạ có thể gây hại đó. Hệ miễn dịch sẽ làm với mọi cách để tìm ra và loại bỏ chúng trước khi chúng bắt đầu phân chia. Bước ba đó là trong trường hợp thất bại, hệ thống phòng thủ của cơ thể tăng cường hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để kìm hãm, không để cho mầm mống gây bệnh phát triển. Vai trò của hệ miễn dịch để chống lại vi trùng gây bệnh, tức là mầm bệnh như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc lấm và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Tiếp theo đó là nhận biết và vô hiệu hóa các chất có hại từ môi trường, chống lại những thay đổi gây bệnh trong cơ thể, chẳng hạn như tế bào ung thư. Cho nên hệ miễn dịch vô cùng quan trọng, và hệ miễn dịch rất là quan trọng và hệ miễn dịch thì chiếm ở cái hệ tiêu hóa. Thứ nhất là tạo kháng thể chống bệnh cũ tái phát. Thứ hai là con người được sinh ra với một chế độ kháng thể nhất định, xong chúng sẽ cải thiện dần theo thời gian, tạo ra những ngân hàng kháng thể. Tuy nhiên, hệ miễn dịch sẽ trở nên kém hiệu quả hơn khi chúng ta già đi, suy giảm miễn dịch khiến con người yếu dần và dễ mắc bệnh phôi gà, hình viên gạch, hình viên tạng, hình dùi trống. Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ, thứ nhất là yếu tố bên trong, đó là hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện thì chúng ta các bạn ấy có thể sẽ bị như là bệnh về dãy thao đường tuyết 1, bệnh u hạt mãn tính, rối loạn di truyền do thiếu hụt tế bào lipom T và lipom B. Ngoài ra còn các yếu tố bên trong như khiếm khuyết đại thực bào, thiếu hụt bổ thể và giảm IgG trong máu. Yếu tố bên ngoài thì trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh nhiều hơn. Chính vì thế cho nên cái việc sử dụng thuốc cortico
corticoid cho trẻ thì sẽ cũng làm cho ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của bạn đấy giảm chút ạ. Và cho trẻ ăn thừa đạm với cả ăn nhiều đạm quá cũng không tốt ạ. Trẻ ngủ không đủ giấc và ngoài ra còn kháng sinh. Kháng sinh là một chất do vi sinh vật tiết ra hoặc những chất hóa học bán tổng hợp với nồng độ rất thấp có khả năng đặc hiệu kìm hãm sự phát triển hoặc diệt được vi sinh vật. Phổ kháng khuẩn đó là do kháng sinh có tác dụng theo cơ chế đặc hiệu nên kháng sinh chỉ có tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định gọi là phổ kháng khuẩn của kháng sinh và tác dụng trên vi khuẩn thì gồm có kháng sinh ức chế sự phát triển của vi khuẩn gọi là kháng sinh kim khuẩn, kháng sinh hủy hoại vĩnh viễn vi khuẩn gọi là kháng sinh diệt khuẩn. Tác dụng kim khuẩn và diệt khuẩn thường phụ thuộc vào nồng độ. Và khi mà chúng ta sử dụng các bác sĩ cho chúng ta làm kháng sinh đồ, đây là giải pháp giảm thiểu để kháng sinh. Kháng sinh đồ là phương pháp thực hiện nhằm xác định mức độ nhạy cảm của kháng sinh thử nghiệm đối với vi khuẩn gây bệnh, cũng có nghĩa là phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn thử nghiệm. Và đây cơ chế tác dụng của kháng sinh ức chế chuyển hóa axit folic, ức chế sự tổng hợp axit nucleic, ức chế tổng hợp protein và tổn thương màng nguyên sinh, ức chế sự tổng hợp về thành tế bào. Tức là cái nếu như mà chúng ta mà đây là những cái cơ chế tác dụng của kháng sinh kháng sinh là một khả năng có các của các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng sinh trưởng với sự hiện diện của loại thuốc mà thông thường có thể giết chết hoặc hạn chế sự phát triển của chúng. Kết quả là các liệu pháp điều trị thông thường trở nên không hiệu quả, nhiễm trùng do đó trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến thời gian bị bệnh lâu hơn, chi phí điều trị cao hơn và nguy cơ tử vong cao hơn. Khi mà bị kháng kháng sinh thì cơ thể của chúng ta giống như là khi mà cái con vi khuẩn virus đấy mà khi mà nó đã kháng với cái kháng sinh đấy rồi ấy, thì nó giống như là nó mạnh hơn rồi thì và mình phải điều trị rất là lâu và nếu như không đúng và không tăng cường hệ miễn dịch bên trong cơ thể thì rất có thể là sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng. Vi khuẩn kháng kháng sinh như nào? Chủ yếu dựa trên ba cơ chế, đó là hạn chế xâm nhập của kháng sinh, thứ hai đó là phá hủy của kháng sinh, ba là bất hoạt kháng sinh. Không hành động ngay hôm nay thì ngày mai không thuốc chữa. Chính vì thế trong việc hạn chế dùng kháng sinh là rất quan trọng và nhất là các em bé. Nếu mà các mẹ cứ thấy con sốt ốm rồi chúng ta ra ngoài hiệu thuốc chúng ta mua kháng sinh về cho bé uống và vô hình chung chúng ta đang làm hại con của chúng ta. Chính vì thế cho nên thay vì chúng ta sử dụng kháng sinh thì chúng ta hãy tăng cường hệ miễn dịch cho con để làm sao thay vì là chúng ta phải mất rất là nhiều tiền để chữa trị và có thể nguy hiểm đến tính mạng của bé và sự phát triển một cách bình thường của bé ảnh hưởng đến cả chiều cao cân nặng thì chúng ta sẽ làm công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta thường xuyên bổ sung những sản phẩm đấy để tăng cường hệ miễn dịch. Và không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa. Sức khỏe trẻ em còn là một trong các yếu tố quyết định của sức khỏe người trưởng thành trong tương lai. Bạn muốn con bạn sau này là một chàng trai khỏe mạnh, một cô gái khỏe mạnh để không chỉ là những người chủ tương lai của đất nước mà còn tạo ra một thế hệ sau khỏe mạnh, vậy thì chúng ta hành động ngay hôm nay. Cách tăng trưởng chức năng hệ miễn dịch của trẻ, thứ nhất là cho trẻ bú sữa mẹ. Trẻ bú sữa mẹ là một điều rất quan trọng và nếu như mà các bạn mà không cho bú sữa mẹ là các bạn tước mất quyền, một cái quyền để có tạo ra những kháng thể hệ miễn dịch tự nhiên. Thứ hai đó là tiêm phòng cho trẻ. Và lứa tuổi từ 0 đến 6 tháng tuổi thì kẽm, chúng ta phải bổ sung kẽm và sắt. Đây là các cái liều lượng mà do tổ chức WHO họ quy định. Dinh dưỡng là nền móng cho sự phát triển của trẻ. Trẻ từ 0 đến 6 tuổi là độ tuổi quan trọng để bổ sung dinh dưỡng, là tiền đề cho sự phát triển của thể chất và trí não sau này của trẻ, là bước đệm để trẻ có cơ thể khỏe mạnh trong tương lai. Vậy thì từ 0 6 tuổi các bạn không đắn đo gì mà không dành những điều tốt nhất cho con mình. Và ở giai đoạn này thì nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo độ tuổi. Với trẻ từ 0 đến 2 tuổi thì trẻ bú mẹ và ăn dặm như thịt, trái cây, rau xanh, các hạt ngũ cốc, các nhóm sữa, đặc biệt là sữa nguyên kem. Trẻ từ 2 6 tuổi thì bé ăn được đa dạng thức ăn, ăn những thức ăn giống người lớn ngoài ba bữa chính, có thể ăn thêm những bữa phụ. Các dinh dưỡng bổ sung cho trẻ gồm những dinh dưỡng năng lượng và những dinh dưỡng chất không sinh ra năng lượng. Dinh dưỡng sinh ra năng lượng như các thực phẩm cung cấp chất đạm, chất béo và chất bột đường. Dưỡng chất không sinh ra năng lượng như vitamin và khoáng chất. Trẻ cần bổ sung hai nhóm vi chất này một cách khoa học hiệu quả. Nếu thiếu các vi chất, cơ thể vẫn mắc bệnh, ví dụ như là thiếu vitamin A thì gây khô mắt, thiếu vitamin B thì gây tê phù, thiếu vitamin D thì gây còi xương, thiếu sắt thì gây ra folate gây thiếu máu, thiếu iốt thì gây ra biếu cổ và đần độn. Chính vì thế cho nên tại sao mà có những bé mình thấy 3-4 tuổi các bé đã ảnh hưởng về mắt, mắt các bé đã phải đeo kính loạn thị rồi cận thị rồi là viễn thị. Thứ nhất là bây giờ thì do nhu cầu và cũng như là do xu thế phát triển, ai cũng dùng điện thoại và ảnh hưởng đến các bé rất nhiều. Chính vì thế nên việc bổ sung các cái vi chất này là rất quan trọng. Thứ nhất đó mình là tăng
Cái phương pháp đầu tiên đó là tăng hệ miễn dịch là lợi khuẩn đường ruột. Lợi khuẩn là gì? Lợi khuẩn là những vi khuẩn có lợi giúp tiêu hóa thức ăn, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng thì mới sinh ra đa phần hệ đường ruột chữa lợi khuẩn. Nhưng trong quá trình phát triển do ảnh hưởng của môi trường, thuốc kháng sinh, các thành phần độc hại từ thức ăn, các lợi khuẩn này bị mất dần và thay thế bằng những hại khuẩn. Khi hại khuẩn lấn át sẽ gây ra các vấn đề tiêu hóa và các vấn đề về sức khỏe khác. Chính vì thế cho nên cái việc làm sao để giữ cho lợi khuẩn đảm bảo đúng 85% theo cái chương trình phát triển bình thường thì sẽ làm cho cơ thể của mình có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vì vậy việc bổ sung các lợi khuẩn giúp giảm rối loạn tiêu hóa, các bệnh về đường ruột, bệnh ngoài da và chống nhiễm trùng tiết liệu. Hãy để probiotic cùng đồng hành với bạn trong cuộc chiến chống lại hại khuẩn, giúp tăng cường tiêu hóa và cho đường ruột khỏe mạnh, vi sinh vật đường ruột và sức khỏe. Đường tiêu hóa của cơ thể con người chứa một hệ vi sinh rất là phức tạp. Chính vì vi sinh này tạo ra tính ổn định và khả năng đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Hệ vi sinh đường ruột khác nhau ở mỗi người, tính đặc trưng của nó phụ thuộc vào yếu tố di truyền và môi trường ạ. 85% là lợi khuẩn, 15% là hại khuẩn. Tổng lượng vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột ước tính khoảng 100.000 lần, tương đương với gần 1,5 kg vi sinh. Con số này lớn gấp nhiều lần so với loài người cư ngụ trên trái đất. Và ở trạng thái cơ thể khỏe mạnh, hệ vi sinh đường ruột có khoảng hơn 500 loài vật khác nhau tồn tại, bao gồm các vi sinh vật có lợi và các vi khuẩn gây bệnh. Và 80% hệ miễn dịch của bạn nằm ở đường ruột. Chính vì vậy, nếu muốn tăng cường hệ miễn dịch, bạn cần tăng cường sức khỏe của đường ruột. Để đường ruột lớn khỏe mạnh, bạn có thể bổ sung probiotic cho cơ thể. Và bác sĩ Tim Crown, chuyên gia dinh dưỡng đại học ở Úc giải thích, thành đường ruột là một lá chắn giữa những gì bạn tiêu hóa và máu. Nó giống như một tấm lưới. Các vi khuẩn tốt sẽ bám vào tấm lưới này và ngăn cản các vi trùng gây bệnh qua hệ mặt miễn dịch. Chúng còn giúp nhân phân giải thức ăn, qua đó cung cấp những dưỡng chất quan trọng. Áp dụng lợi khuẩn đối với sức khỏe con người, lợi khuẩn hay còn gọi là probiotic là những vi sinh vật sống mà khi tiêu hóa, tiêu thụ vào cơ thể một lượng vừa đủ sẽ mang lợi ích về mặt sức khỏe cho người sử dụng. Đây là các khẳng định của WHO và FAO năm 2001, ức chế và tiêu diệt các lợi khuẩn thông qua cơ chế cạnh tranh dinh dưỡng chỗ bám của lợi hại khuẩn. Làm sạch đường tiêu hóa bằng cách việc phân hủy các chất dinh dưỡng có tiêu bám trên niêm mạc ruột, giúp cơ thể tiêu hóa chúng và làm trẻ hóa lớp niêm mạc ruột. Tổng hợp nhiều men quan trọng như các vitamin, đặc biệt là vitamin nhóm B, K có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các chất dinh dưỡng và tăng cảm giác ngon miệng khi ăn. Chính vì thế cho nên khi bé chán ăn thì chúng ta phải luôn luôn nhớ một điều rằng hệ tiêu hóa của bé có vấn đề, kích thích cơ thể tổng hợp kháng thể, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên để chống lại các tác nhân gây hại. Và đây hôm nay Thanh muốn chia sẻ đó là hệ vi sinh đường ruột nếu mà không tốt thì sẽ bị sai lệch, không còn ổn định, làm cho hệ thần kinh đưa ra những tín hiệu sai lệch để điều khiển và điều tiết các hormone. Vì thế nên nguồn gốc của rối loạn chuyển hóa đường chính là do rối loạn hệ vi sinh đường ruột và hệ thần kinh và các cơ quan khác. Thế nên tại sao sản phẩm Inulin ở trong Seven Wellness cho người tiểu đường lại ghi rõ là ổn định hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tuyến tụy sản sinh ra Inulin làm do hệ thần kinh điều khiển. Và một sản phẩm rất đặc biệt đó là Probiotic mang phức hợp MB Fit có thành phần hoàn chỉnh và gần với hệ vi sinh tự nhiên của vi khuẩn Lacto và Bifidobacter để bình thường hóa sự cân bằng với vi sinh đường ruột và tiêu hóa. Viên lang cellulo độc đáo bảo vệ vi khuẩn có trong sản phẩm khỏi tác động tích cực của dịch dạ dày và đưa chúng đến ruột hoàn toàn nguyên vẹn. Và đây là những cái một cái sổ các cái lợi khuẩn, đó là lợi khuẩn Bacillus clausi rồi Subitin rồi Quaglan. Đó là những cái lợi khuẩn điển hình ạ. Và probiotic là nguồn thức ăn cho probiotic. Và chính vì thế cho nên cái việc bổ sung probiotic là rất là quan trọng. Và đây là điểm độc đáo, là công nghệ vi lang, các vi sinh vật được bào chế trong vỏ vi lang giúp vi sinh vật đi thẳng vào đường ruột một cách hiệu quả, không bị axit dạ dày phân hủy, không nguồn gốc tự nhiên, không gây dị ứng, không bị phá hủy bởi các điện tử gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa và kích thích chức năng tiêu hóa đường ruột, tăng cường khả năng hấp thụ đường. Một loại đường có nhiều trong sữa, nếu không hấp thụ lactose sẽ đi xuống ruột già, gây chứng bụng đầy hơi lâu ngày, gây viêm ruột, tiêu chảy. À đấy, hôm nay chúng ta có một cái kiến thức rất là quan trọng, bởi vì chúng ta không tiêu hóa được lactose thì sẽ gây ra chứng bụng và chính là để lâu ngày sẽ bị gây ra viêm ruột già, làm cho bị tiêu chảy. Tiếp theo đó là tăng sức đề kháng tự nhiên đối với những nhiễm khuẩn đường ruột và tăng cường hệ sinh thái đường ruột và giúp cân bằng môi trường đường ruột. Tiếp theo Thanh muốn giới thiệu đến một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, đó là Omega Ucha của Seven Wellness. Với cái dòng sản phẩm Omega Ucha này thì một khẳng định rằng không có một sản phẩm nào trên thị trường có cái chỉ số mà lại cao vượt qua được Seven Wellness.
Thứ nhất là với cái chỉ số đó là đó là 520 DHA và 1316 mg EPA và vitamin E thì chiếm 14,6 mg. Và đảm bảo đây là những cái acid omega tối đa để hỗ trợ cơ thể mạnh mẽ trong các hoạt động và giúp phục hồi cơ bắp này, chống bảo vệ phòng chống thương tích, bảo vệ tim này và hỗ trợ lại. Ngoài ra thì giải phóng mỡ cho nên làm cho cân nặng của chúng ta là rất là ổn định. Và tại sao đây là một cái omega rất là quan trọng? Bởi vì đây là một omega 3 siêu tập trung từ cá biển sâu, từ công ty hàng đầu thế giới và thị trường sản phẩm omega 3 của La Uy, một loại cô đặc siêu tinh khiết không chứa chất béo bão hòa, cholesterol và chất béo. Và tại sao chỉ số EPA lại quan trọng như thế? EPA là tên viết tắt của một cái từ tiếng Anh. Thanh thì không thạo về cách học tiếng Anh cho nên mình hiểu đây là EPA, nó tương tự như là DHA. Và EPA cũng là một cái axit béo trong nhóm axit béo của omega 3. Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác dụng chủ yếu của EPA là giúp tạo ra protein gallium trong máu, có tác dụng ức chế sự đóng gói tiểu cầu, giảm và phòng ngừa hình thành huyết khối. Và cái hình thành huyết khối là một trong những nguyên nhân gây tắc mạch máu. Và cơ thể giảm bớt được lượng cholesterol xấu, giảm bớt được triglycerides trong máu, làm giảm độ nhớt dính của máu, giữ cho tuần hoàn được thông thoáng. EPA cũng có tác dụng chống viêm mạnh và được sử dụng trên thực tế như một loại thực phẩm vàng để chống viêm. Và EPA có tác dụng làm giảm tình trạng xơ vữa động mạch. EPA có tác dụng tốt đối với việc phòng ngừa và chữa trị bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch. Và đây là một cái loại mà omega 3 rất tuyệt vời luôn. Nhà Thanh ai cũng sử dụng, và như ông xã của Thanh thì sau một năm sử dụng thì cái đường huyết áp nó đã ổn định. Chính vì đây là một cái sản phẩm rất tốt để giúp cho sự phát triển của não bộ. Và với trẻ em thì dưới 2 tuổi thì uống 1/2 viên, còn với trẻ 2 tuổi đến 8 tuổi thì uống 1 viên trên ngày. Trẻ từ 9 tuổi đến 14 tuổi thì uống 2 viên trên ngày, và trẻ trên 18 thì uống 4 viên trên ngày. Trên 2 lần sáng và chiều, uống hoặc nhai ngay trong khi ăn hoặc sau khi ăn. Và bệnh nhân trong và trước khi phẫu thuật thì không nên dùng ạ. Và một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt đó là cái sản phẩm mới được Seven Wellness đưa ra, đó là kết quả nghiên cứu của 25 năm. Và Vitama Ma này là một sản phẩm rất tuyệt vời, chỉ có ở Seven Wellness, không phải là chỉ là một đứa trẻ cần giúp đỡ mà là bộ lão đang lớn của nó cần được lọc năng lượng. Và có một điều rằng đây là một cái sản phẩm bậc thầy, là một cái sản phẩm siêu dinh dưỡng cho trí thông minh của trẻ. Siro lecithin hướng dương thơm ngon sẽ tăng cường hệ thần kinh và cũng giúp phát triển trí nhớ và tư duy. Trong 2 thìa thì đảm bảo khoảng 600mg thì sẽ cải thiện sự tập trung này, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về ngôn luận. Tất nhiên trong thành phần trị liệu giúp ngủ ngon, giảm khó chịu và hưng phấn, mang lại sức mạnh để thích nghi với thể thao và tải trọng của trí tuệ và đảm bảo tốt cho gan. Và một sản phẩm các bạn ai cũng muốn con mình cao lớn ạ. Con mình cao lớn thì không thể thiếu canxi được ạ, bởi vì canxi là một sản phẩm giúp cho hệ xương chắc khỏe. Và đặc biệt ở canxi của Seven Wellness thì có những thành phần mà tất cả những cái dòng sản phẩm đang trên thị trường không có. Bởi vì nếu như canxi mà không có chất dẫn thì canxi chỉ vào đến dạ dày và rồi được tiêu hóa ra. Và một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng đó là kẽm này, thì ở các sản phẩm khác cũng không có. Và thành phần của cái canxi không chỉ là canxi mà là có cả vitamin D3 để giúp hấp thụ tốt nhất. Tiếp theo là vitamin B6, vitamin C, vitamin K1, kẽm, mangan và iso giúp cho cái hệ xương chắc khỏe và dẫn cái đường dẫn giúp cho xương giữ được canxi để phát triển một cách hoàn hảo. Ngoài thị trường thì có rất là nhiều dòng canxi, nhưng nếu như chúng ta mua canxi vô cơ thì chúng ta phải tìm hiểu rằng canxi vô cơ là chất được cấu thành từ ion canxi với các hợp chất vô cơ như canxi carbonat, canxi sulfate, canxi clor 2. Và canxi vô cơ chủ yếu tồn tại ở dạng hợp chất muối canxi và ít tan trong nước nên khả năng hấp thụ rất là kém. Nếu thường xuyên sử dụng thì dễ bị táo bón, đóng trong, đau dạ dày. Vậy lượng canxi không hấp thụ được sẽ lắng đọng ở thận, gây ra sỏi thận hoặc vôi hóa các thành mạch. Chính vì thế cho nên thực ra thì quá trình như là bị sỏi thận ấy thì do thiếu canxi. Nhưng nếu chúng ta lại đi uống canxi vô cơ thì vô hình chung chúng ta sẽ làm cho cái việc bị mắc sỏi thận nó sẽ tăng lên. Nhưng nếu như chúng ta dùng canxi hữu cơ thì sẽ giúp cho cái việc sỏi thận có thể sẽ bị mất. Và canxi hữu cơ là chất được cấu thành từ ion canxi với các loại hợp chất hữu cơ. Và canxi tại ruột được hấp thụ theo cơ chế vận chuyển thụ động, do đó muốn hấp thụ được canxi thì nó phải ở dạng hòa tan hoặc liên kết với hợp chất hữu cơ. Dạng canxi hữu cơ thì mới hấp thụ được. Chính vì thế cho nên cái canxi hữu cơ của Seven Wellness này là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, giúp cho các bé có thể phát triển tối đa chiều cao cũng như là giúp cho xương chắc khỏe.
Và bài chia sẻ của chúng của Ngọc Thanh đến đây thì đã hết, và Thanh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và các bạn cảm thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ video này để cho những ai cần có thể biết, và những ai mà muốn biết thì sẽ được biết. Và rất là mong các bạn hãy ấn vào thích nếu như các bạn thấy video này có ý nghĩa, và nếu như các bạn cảm thấy rằng video này chưa đạt được cái điều các bạn mong muốn thì các bạn có thể là comment đóng góp ý kiến cho Thanh để Thanh có thể hoàn thiện hơn, để Thanh sẽ có những cái kiến thức tốt hơn để chia sẻ với người cho là sẽ nhận. Và đây là Thanh đã tặng các bạn kiến thức vô cùng quý giá của mình, và Thanh mong rằng các bạn hãy trao cho Thanh những cái giá trị như là like, share, đăng ký kênh. Đó là những cái giá trị hoàn toàn miễn phí, các bạn không phải mất một cái gì, nhưng đấy là tình cảm yêu thương mà các bạn dành cho mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này, và hẹn các bạn ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.